đây nhìn mới thực sự là cao luôn này. Nhưng mà mình đứng xa. Không phải mình nhìn thì nhìn đấy. Bị nhiều quá đỉnh. Mà coi ở trước nó có công trình phụ hết không? Mày vô em. Cái chúng tôi cái gì đây các bạn này là cho nó quang ra công cao gương cách biệt ha, chứng tỏ là mấy cái cờ cũ này nó phải đá như này mới đúng bài đá à. Đồ tháp cao gương công trình phụ đây kinh khủng luôn mà con đằng kia đó kìa tận đấy công trình phụ dám ăn mà hồi đó người ta cũng sử dụng đá ống rồi này. Có hết sao mà tháp hai hồi cũng có tầm ảnh hưởng quan trọng ghê vậy dẫn nè, làm con đường phụ nó mất khủng cao chiếc liên gà này chẳng mất đồ đá kia mày kia này vào trong ở trong được không không được tiếp vào trong đồ cái gờ đá đây em làm cửa giá mình đá nè, nhìn với cái tượng khỉ cả người